Theo Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron, Paris mong muốn các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ được dỡ bỏ trong mùa hè này, sau khi thỏa thuận Minsk được thực thi. Các biện pháp cấm vận mà phương Tây áp đặt lên Nga kể từ năm 2014 không chỉ gây thiệt hại đối với nền kinh tế Nga, mà còn ảnh hưởng tiêu cực lên cả nền kinh tế châu Âu, khi EU bị thiệt hại lên tới hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Riêng Pháp đã phải đền bù cho Nga hơn 1 tỷ đô la Mỹ khi hủy bỏ hợp đồng cung cấp tàu chiến Mistral. Tuy nhiên, hồi tháng 12 năm 2015, EU vẫn tiếp tục kéo dài các lệnh trừng phạt này thêm 6 tháng nữa, trong bối cảnh tiến trình giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine lâm vào bế tắc do các bên liên tục cáo buộc nhau không thực thi thỏa thuận Minsk. Trước đó, ngày 22 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng cho rằng phương Tây có thể dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong vài tháng tới nếu như thỏa thuận Minsk về chấm dứt xung đột tại Ukraine được thực hiện đầy đủ.